Thấy Phương dọn dẹp sân vườn cũng sạch sẽ, thế là rủ đi uống cà phê chung với con dã. Mà trên đường đi, tôi cứ nghĩ có chừng 5-10 phút là con dã sẽ đòi ra khỏi ba lô. Tại cái ba lô cũ cứ đòi ra ngoài hoài. Mà không nha, hơi bị nắng chút xíu mà vẫn ngồi một chỗ ngắm cảnh. Vài phút sau tới quán rồi. Ê này, cái tụi này nó thích cái quán này sao cứ vô hoài luôn. Nó chứ trong này có tiếng nước chảy cho con dã làm quen nước từ từ, chứ nó nhìn nước nó sợ quá trời sợ à. Mà chọn cái ghế này dã không có ưng rồi đó nha, lỗ quá trời lỗ à. Mà chưa gì gặp cú hơi bị giật mình. Mà có vụ này, dẫn nó đi chơi mà không có bận đồ. Đa số mấy người nhìn con dã nói vậy nè: ôi cái con này sao cái mặt nó hung dữ thấy ghê quá vậy trời, hơi bị mắc cỡ luôn á. Nó ngồi cái ghế bị đau đít đau chân á, cứ nhìn vô trong này hoài. Kiểu như tao muốn vô kia ngồi, mà để ăn lẹ lẹ đổi chỗ cho nó. Nó cứ nhìn vô khu mà có ghế dựa không à. Tranh thủ mở livestream TikTok rồi gắng ăn cho nhanh nhanh lẹ lẹ đổi chỗ cho nó. Sợ nước mà không muốn ngồi ghế kia, thôi coi như chịu đám ăn sao vậy, ngắm cảnh cũng đẹp đúng không? Cho nên người ta có câu người đẹp vì lụa, mèo đẹp cũng vì lụa nha. Tôi bận đồ cho con dẻ ra đường ai cũng khen dễ thương, mà khi không bận đồ nhìn vô cái mặt của nó ai cũng nói con này nhìn hung dữ, giống như đi quán đánh lộn hay sao. Lần sau rút kinh nghiệm cho nó đi chơi phải bận đồ vô đàng hoàng, chứ không bận vô nhìn vừa phèn vừa lúa mà vừa hung dữ nữa. Ê, hình như cái quán này đi hoài nó chán nha bà con, muốn đi chỗ khác để nghiên cứu coi còn chỗ nào có nước chảy cảnh đẹp như cái quán này hay không. Nếu có mọi người để lên comment giùm tôi nha. Ở Gạch Giá Kiên Giang chứ đừng xa quá, xa quá đi không nổi.